top Hoa hậu Việt Nam mạnh tay chi tiền sở hữu xe ô tô tiền tỷ. Không chỉ xinh đẹp, đa tài, dàn Hoa hậu Á hậu Việt Nam còn vô cùng giàu có khi mạnh tay tậu ngay xe sang đắt tiền khiến dân tình suýt xoa. Bây giờ chúng ta cùng điểm qua những chiếc xe giá trị của các Hoa hậu Á hậu Việt Nam nhé. Sau 6 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam, Kỳ Duyên đã gây dựng cho mình một sự nghiệp vững chắc nhờ tích cực hoạt động nghệ thuật và lấn sân sang kinh doanh. Đến nay, mỹ nhân gốc Nam Định đã tích lũy cho mình khối tài sản đáng mơ ước ở tuổi 25, gồm căn hộ cao cấp, xe hơi tiền tỷ, bộ sưu tập đồ hiệu đắt giá và một tiệm nail tọa lạc tại trung tâm quận 1. Mới đây, nàng hậu còn chi tiền khủng để tậu về siêu xe. Kỳ Duyên cho biết, chiếc xế hộp cô vừa tậu là dòng Range Rover Velar Aerodynamic, giá lăn bánh của dòng xe này là 5,6 tỷ đồng. Sau khi sở hữu chiếc xe này, Kỳ Duyên cho biết: "Tôi thích xe này vì dáng thể thao, trông khỏe mạnh và hợp với dáng người cao như tôi. Xe cao, tầm nhìn tốt, hợp với việc di chuyển ở thành phố Hồ Chí Minh vì trời mưa nhiều. Hơn nữa dòng xe này không gian bên trong rất rộng rãi, nội thất và loa rất hay nữa." Cũng cần phải nói thêm rằng, trước khi mua xe Range Rover Velar Aerodynamic, trước đó, người đẹp từng tậu chiếc Mercedes-Benz E200 với giá 2 tỷ đồng. Chiếc Range Rover Velar Aerodynamic được trang bị hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD, phân bổ moment xoắn đến từng các bánh xe, nên mang lại hiệu suất vượt trội và khả năng off-road cũng cực kỳ tối ưu. Hệ thống sẽ giúp kiểm soát hành trình trên mọi địa hình. Đây là một tùy chọn cao cấp, cho phép bạn thiết lập và duy trì ổn định khi xe phải vượt qua nhiều địa hình khác nhau. Mới đây, Hoa hậu Hương Giang cũng vừa mạnh tay chi khủng tiền tỷ để sở hữu chiếc xế hộp gây xôn xao cộng đồng mạng. Cụ thể, Hoa hậu Hương Giang được biết đến là một trong những người đẹp có mức cát-xê hậu hĩnh hàng đầu hiện nay. Vì vậy, việc cô nàng đang sở hữu dàn xế hộp khủng không khiến nhiều người quá bất ngờ. Được biết, chiếc xe ô tô mới của Hoa hậu Hương Giang thuộc dòng xe thể thao hạng sang đến từ Đức. Chiếc xe này là dòng Porsche Cayenne có giá trị gần 5 tỷ đồng. Ngoài ra, người đẹp còn chi hơn 700 triệu đồng để lựa chọn màu sắc ngoại thất riêng cho xế sang của mình. Đặc biệt, đây là chiếc xế hộp thứ tư trong bộ sưu tập ô tô của nữ ca sĩ chuyển giới. Người hâm mộ đã gửi lời chúc mừng và bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho Hương Giang. Cách đây 2 năm, Hương Giang cũng từng tậu cho mình chiếc Mercedes-Benz hơn 2 tỷ đồng, đánh dấu sự kiện lên ngôi Hoa hậu. Ngày đi đón bảo bối mới tậu, người đẹp cũng diện bộ đồ Machi Machi sang trọng. Netizen ai nấy đều phải suýt xoa rằng Hương Giang đúng chuẩn nữ tổng tài, bên ngoài xinh đẹp, bên trong nhiều tiền. Hương Giang là một nghệ sĩ đa năng, cô từng đăng quang Hoa hậu chuyển giới quốc tế năm 2018. Sau đó, người đẹp chuyển giới trở thành ngôi sao hạng A của showbiz. Cô liên tục tung sản phẩm âm nhạc, đóng phim và tham gia game show. Hiện tại, cô là một trong những nghệ sĩ chuyển giới thành công bậc nhất showbiz Việt. Nhân dịp sinh nhật của mình đầu tháng 3 năm 2019, Quyền My đã tặng chính mình một chiếc Jaguar F-Type có giá trị hơn 6 tỷ đồng. Nguyễn Trần Huyền My sinh năm 1995 và là Á hậu trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2014. Hiện nay cô nàng đang là MC truyền hình của VTV, đồng thời cũng thường xuyên tham gia nhiều sự kiện giải trí Việt với tư cách là Á hậu Việt Nam. Trước đó vào năm 2015, cô Á hậu sinh năm 1995 đã từng tậu cho mình chiếc Mercedes-Benz S400 giá hơn 3,6 tỷ đồng cho gia đình sử dụng. Cách đây nhiều năm, bố của Huyền My cũng thường xuyên hộ tống cô đi sự kiện bằng một chiếc Mercedes-Benz C-Class màu trắng. Như để tạo sự ăn ý với phiên bản xe trắng, Á hậu cũng diện đồ trắng, đen trong ngày đón xế sang Jaguar F-Type. Phiên bản được Á hậu Huyền My quyết định chọn mua là phiên bản động cơ xăng 3.0 V6, công suất 380 mã lực và moment xoắn cực đại là 460 Nm. Với thiết kế hai chỗ ngồi, mui cứng, bộ ghế thể thao sport được bọc bằng da sần và da lộn, trong khi bảng điều khiển trung tâm được hoàn thiện bằng nhôm Knoolet cao cấp. Đèn chiếu sáng xenon kết hợp với đèn LED định vị ban ngày tạo vẻ sắc sảo. Bộ vành hợp kim nhôm ấn tượng góp phần tôn lên vẻ năng động,
thực dụng và khả năng xử lý linh hoạt cho chiếc xe. F-Type có 3 tùy chọn động cơ khác nhau. Đầu tiên là động cơ xăng 2.0 4 xi lanh hoàn toàn mới, kết hợp với bộ tăng áp sản sinh công suất 300 mã lực. Không chỉ mạnh mẽ mà còn sở hữu hiệu suất hoạt động ấn tượng. Động cơ xăng siêu nạp 3.0 V6 công suất 340 mã lực cho phép chiếc xe tăng tốc từ 0 đến 100 km/h chỉ trong có 5,3 giây. Tốc độ tối đa là 260 km/h. Trước khi lấy chồng là doanh nhân Trung Tín, Hoa hậu Đặng Thu Thảo từng tậu cho mình một chiếc xế hộp để phục vụ công việc đi lại. Hoa hậu Đặng Thu Thảo khiến nhiều người phải ngưỡng mộ khi không chỉ thành đạt mà còn có một cuộc sống viên mãn sau kết hôn. Dù hiện tại không có hoạt động showbiz nhiều, nhưng cô vẫn luôn là cái tên được nhiều người yêu mến và quan tâm. Mới đây, sau khi đăng quang Hoa hậu, Đặng Thu Thảo từng tậu chiếc xế hộp Peugeot 408. Vào thời điểm đó, việc có một chiếc xe ô tô cho riêng mình là niềm mơ ước của rất nhiều người. Với Hoa hậu Đặng Thu Thảo cũng thế. Người đẹp có lối sống khá giản dị nên cô không cần đến một chiếc siêu xe vài chục tỷ đồng. Chỉ cần một chiếc Peugeot 408 để đi lại, phục vụ công việc và các sự kiện. Được biết, xế hộp này lần đầu tiên được giới thiệu vào năm 2010 tại Motor Show Bắc Kinh và nhanh chóng tạo nên sức hút, trở thành một trong những dòng xe bán chạy nhất thị trường. Peugeot 408 sử dụng động cơ xăng 2 lít 4 xi lanh, công suất 139 mã lực, vòng tua máy là 6.000 vòng một phút, moment xoắn là 200 Nm tại 4.000 vòng một phút cực đại. Hộp số tự động 6 cấp, tốc độ tối đa là 199 km/h. Xế hộp có giá vào thời điểm đó là hơn 1 tỷ đồng. Mai Phương Thúy là một trong những hoa hậu sở hữu khối tài sản khủng của showbiz nhờ kinh doanh và làm đại sứ thương hiệu. Cô thường mua sắm cho mình loạt hàng hiệu đắt đỏ, giá hàng tỷ đồng. Tuy nhiên, nhiều năm qua người hâm mộ vẫn thấy cô trung thành với xế hộp Mitsubishi Grandis E. Dù đã mua chiếc xế hộp sang hơn, nhưng khi cần, cô vẫn sử dụng Mitsubishi Grandis E. Chiếc xe Mitsubishi Grandis được hoa hậu Mai Phương Thúy tậu nhiều năm trước. Tuy nhiên, cô đánh giá xe ít lỗi mốt nên vẫn ưu tiên dùng. Mai Phương Thúy cho biết, cô thích dáng gọn gàng và thanh thoát của Grandis, cũng như cách phối màu của xe. Cô tiết lộ rằng xem xế hộp này như ngôi nhà của mình nên dành một tình cảm rất đặc biệt. Mitsubishi Grandis E từng khá có giá trị trước khi bị dừng sản xuất do không cạnh tranh được với các đối thủ như là Toyota Innova. Xe được trang bị khá nhiều tiện ích như hệ thống điều chỉnh độ cao chiếu sáng tự động, camera lùi. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Các bạn hãy ấn nút đăng ký, bấm chuông để tiếp tục nhận được những video mới của Xe Đẹp TV. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Paka.